Dạ, mấy tháng rồi mới gặp lại. 2 tháng. Kỳ trước á, đáng lý là có mặt để có sinh hoạt giống như hôm nay tối, nhưng mà tại vì hư quá, bỏ quên cái túi y đó, cái túi đại. Và bây giờ nó thành ra một cái lệ rồi. Sắp sửa ra cửa là bao nhiêu người chạy ra hỏi túi y thầy đâu. Bây giờ mỗi lần đi đâu mà ra phi trường là trong chùa, từ lớn tới nhỏ, từ người nào cũng hỏi, kiểu cũng chạy ra hỏi cái túi y thầy đâu. Thì mình sống đó mà mình có quan tâm nhau như vậy đó, dù nó chỉ một chút thôi, nhưng mà tự nhiên nó cũng nuôi dưỡng nhau nhiều lắm. Là nhiều khi mình sống trong nhà cũng vậy, mặc dù là người trong nhà ha, mà nhiều khi người chính như người trong nhà nhiều chừng nào, thân cận nhiều chừng nào, thì mình phải tỏ vẻ mình quan tâm. Mà khâu đó không phải là mình máy móc hay là mình giả dối, mà đó là một sự thật. Thành thử quý vị thấy mình tu là mình có thể mình thực tập ngay trong cái từng ly từng tí đó, và chính những cái nhỏ nhỏ đó nó nuôi dưỡng mình nhiều lắm. Hôm nay thì Pháp Hòa về đây với quý vị thì đang bị cảm đó, cho nên nếu mà có cái gì sơ sót hay mỏi mệt thì quý vị hoan hỷ. Thì xin thưa đại chúng là thông thường á, mình có cái quan cái mình cái dùng chữ đó thì mình gọi là tu sĩ. Thì tu sĩ là mình thường mình để nói cho những vị xuất gia, đúng không? Cái danh từ tu sĩ là danh từ chung, không riêng của Phật Phật. Thí dụ như vị đó là một vị mục sư, một vị linh mục, thì vị đó cũng là tu sĩ. Nhưng mà tu sĩ của Thiên Chúa giáo hay là tu sĩ Phật giáo. Nhưng mà với một cái nhìn sâu á, thì cái chữ tu sĩ đó nó không có phải chỉ để dành riêng cho những người đã cát ái ly thân. Thì với cái nhìn sâu á, thì mình sẽ thấy rằng cái chữ tu sĩ á, nó không hẳn là phải dành riêng cho các vị cát ái từ thân, mà tất cả chúng ta ai cũng đều là tu sĩ á. Vậy sĩ là gì? Sĩ là người, tu là sửa, phải không? Thì tất cả chúng ta ai cũng phải là người tu sĩ hết. Cho mình hiểu như vậy đó, thì mình không có thấy rằng cái chuyện tu hành là chuyện của mấy thầy hay chuyện của các vị linh mục. Tất cả chúng ta phải là những người tu sĩ. Thí dụ như là mình là người xin các thầy, các vị tỳ kheo là khất sĩ. Khất là xin, sĩ là người, khất sĩ là người đi xin, và mình là tu sĩ. Cho bây giờ mình phải hiểu cái chữ đó cho nó sâu sắc. Nhưng mà tại vì thông thường á, mình nói để cho nó có một sự phân biệt vậy. Nhưng khi phân tích chữ đó thì mình là tu sĩ luôn. Giống như trong đạo Phật thì chúng ta hay gọi Phật tử, thì mình hiểu là ô, Phật tử là để chỉ cho các vị tại gia. Nhưng mà nếu mình hiểu đúng nữa là quý thầy cũng đều là Phật tử luôn. Vậy ai mà không phải là con Phật? Đâu phải quý vị mới con Phật, không? Thành tử chữ Phật tử là tất cả chúng ta đều là Phật tử. Ở bên Việt Nam ta, ngày xưa có một vị tổ, ngài hiệu là Khánh Anh, tổ Khánh Anh. Thì ngài, Pháp Hòa nhớ có một lần có đọc một quyển sách của ngài á, thì ở phía trước cuốn sách á, ngài ký tên ở dưới để là Phật tử Khánh Anh. Thì ngài cũng xưng ngài là Phật tử. Thành thử ra từ hồi xưa Pháp Hòa nghĩ như vậy, mình chưa dám xác định. Nhưng mà khi mà ngài mình đọc được cái quyển sách đó của ngài, ngài ký dưới, thì mình biết là mình xưng như vậy là đúng. Tất cả các vị xuất gia tại gia cũng đều là Phật tử. Thì bây giờ mình thêm một chữ nữa, hiểu thêm một cái nghĩa sâu nữa, người xuất gia hay người tại gia chúng ta cũng đều là tu sĩ.
Và tu sĩ gì? Tu sĩ đã xuất gia hay tu sĩ còn tại gia, nhiều điều là tu hết. Tại vì không tu thì không tiến. Ai mà tới chùa mà không không muốn là để tu tâm dưỡng tánh, đúng không? Ai tới chùa cũng nói vậy hết á. Tôi tới chùa để tu tâm dưỡng tánh. Thấy người nào mà không có được dễ thương, nó cho tới chùa cho nó sửa tâm sửa tánh. Bây giờ cũng vậy, con cái mà nghe, con cái mà không có được ngoan hiền thì mình nói đấy, con dẫn nó lên chùa để cho nó gần chùa gần thầy, để cho nó tu tâm sửa tánh. Cái quan trọng của mình đó là mình không muốn gọi là cạo đầu mặc áo gì hết. Mình nghĩ vậy đó, chỉ cần nó tu tâm sửa tánh là mình mừng rồi. Thì tất cả chúng ta ai cũng cần tu tâm sửa tánh hết. Bởi vì cái cốt mà cái thân, cái miệng của mình đó, nó từ đâu mà ra? Từ cái tâm mình nó ra hết. Tâm mình hiền lành thì nó nói lời hiền lành, nó hành động hiền lành. Cho nên cái ý của mình là cái quan trọng. Thì bây giờ ai tới chùa cũng muốn tu hết. Mà ai muốn tới chùa cũng muốn có kết quả tốt hết. Mình là người tu mà. Ai mà không muốn tu tiến. Cho nên là xin thưa với đại chúng là thí dụ bây giờ mình tu mà lỡ hôm nào mình mệt mỏi quá đó do cuộc đời, do phong ba bão táp, do đủ thứ thì bắt đầu mình muốn buông chèo rồi đó nha. Thì bây giờ mình phải có một cách khác là gác cái chèo lên thuyền, nhưng mà phải có cây sào chống xuống để giữ cái con thuyền nằm ngay đó. Thành thử là mình tu là giống như người chèo thuyền, mà trên cái thuyền của mình đó, là nó phải có cây sào với cây chống, cây chèo. Thì trong khi mà mệt không muốn chèo nữa thì buông chèo, nhưng mà phải chống sào. Để chi vậy? Để gió nó không có tạt mình trở lui, hay là sóng nó không có tạt mình trở lui. Cho nên người tu là nếu như mà tệ lắm là cũng ở chỗ chứ không có được lui. Và khi Pháp Hòa mà thấy được cái điều đó, đó thì mình thấy hay đó, thấy không? Thành thử mình tu mà lỡ mà thí dụ lơ tơ mơ quá không được gì hết á, thì ít nhất cũng phải chống cái sào đó, chứ không thôi là sóng gió cuộc đời mà, thấy không? Ngài Hám Sơn đó, Ngài cũng đã xác định với mình một câu rồi: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Cuộc đời này là nó vừa bụi bặm, nó vừa sóng gió, dễ sợ không? Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, hai cái đó đó nó làm mình tan thương lắm á, không? Nhưng mà khi mà mình có được cái phương pháp tu rồi thì nó khác. Cho nên nếu mà trong khi mình tu mà lỡ mà mình có một cái gì đó nó làm cho cái tâm mình bị xao xuyến, bị hơi có cái ý như là thối chí, nản lòng đó, thì bắt đầu phải chống sao. Mình có thể là mình tạm thời mình dừng, mình nghỉ ngơi cũng được. Nhưng mà ý nói cái sự tinh tấn của mình á, mình tu mà không tiến thì thôi chứ không có được lùi. Cho nên 10 tu sĩ của chúng ta, quý vị nhớ ha, chúng ta là tu sĩ nha. Người tu sĩ của chúng ta mỗi một cái bước đi lên là chúng ta sẽ đi tới một phương trời cao rộng, phát túc siêu phương. Mỗi một bước của mình là đi tới một phương trời cao rộng. Và ai cũng tới chùa tu tập hay là ở nhà tu tập thì mình cũng muốn thành tựu. Cho bây giờ nói là mình tu muốn chứng nè, ai cũng muốn chứng hết á. Chứng gì? Chứng quả, chứng đạo. Giờ về trước khi mình chứng á thì mình phải có cái kiến trước, một kiến đạo trước. Kiến đạo là sao? Kiến đạo tức là mình thấy cái con đường mình đi. Mình tu mà mình không có rõ con đường mình đi á, là mình tu mình không biết mình đi đâu, làm cái gì. Thành thử ra phải kiến đạo. Giờ rồi mình khi mình kiến đạo rồi đó thì từ từ bắt đầu mình mới tu đạo. Kiến rồi mới tu, tu rồi mới chứng. Đó là ba giai đoạn: thấy đạo, tu đạo, chứng đạo. Giờ đạo là cái gì? Theo cái mình hiểu thông thường thôi, mà cái hiểu nghĩa thông thường của mình là đạo là tôn giáo, mình hiểu như vậy đó. Nhưng mà ở trong đạo Phật á, chữ đạo á, nó cao siêu hơn nữa, không có tầm, không có nghĩa thường vậy, thấy không? Đạo là lẽ thật, đạo là lẽ thật. Nếu mình thấy được cái lẽ thật
thì tự nhiên mình tu rất thật và mình chứng chứng cũng sẽ rất thật. Thí dụ bây giờ á, cuộc đời này nè, sống khổ không, già khổ không, bệnh khổ không, chết khổ không, thương mà xa lìa khổ không, thù ghét mà gặp gỡ khổ không, à, muốn hoài không được khổ không, đó mấy cái đó Phật kêu là bát khổ. Thân này tâm này nó suy nó thịnh mình cũng khổ, thì đó là những lẽ thật. Khi mình thấy rõ những lẽ thật đó là mình kiến đạo. Và khi kiến đạo được rồi á, là mình tu đạo ngay trong cái cảnh khổ, biết rằng thân là giả, à, sống là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, nhưng mình vẫn an nhiên trong đó, trong cái cảnh đời này nè, trong cái hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang này nè, nhưng mà chúng ta vẫn có phương pháp để chúng ta tu, à, để có một cái diệu phương, à, mà Ngài dạy là nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phương, à, đáo xứ tùy duyên, đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung phân an phận độ thời quang. Mình ở trong đó được không tu đạo, mà ngay trong đó mình chứng đạo. Cho nên Đức Phật Ngài dạy chúng ta tu như vậy. Và bây giờ đó, muốn thành tựu được cái đạo nghiệp, đạo nghiệp là sự nghiệp của cái người tu đó. Bây giờ mình thành công ở ngoài đời là một sự nghiệp của mình, nhưng mà trong tâm hồn của chúng ta, trong cái chuyện tu hành của chúng ta, cũng phải có một cái đạo nghiệp. Thì cổ đức có dạy, Đức Phật cũng có dạy, muốn thành tựu được cái đạo nghiệp của mình đó, trước hết đó, là mình phải gần gũi những bạn lành, gọi là thân cận thiện hữu. Thiện là tốt, hữu là bạn. Mình muốn tu tiến đó, là mình phải gần người tốt. Trên cái phương diện độ sanh đó, thì mình gần người xấu để mình làm cái gì? Mình độ họ. Nhưng mà lúc đó, đó, trước khi mình gần người xấu, là trước đầu tiên là mình phải gần người tốt trước. Mình huân tập cái tốt. Còn khi mình tới với cái người xấu, là lúc đó là mình có cái, mình đã có một cái ý nguyện ở trong lòng của mình là độ họ. Cho nên mình không có để cho họ sao lôi kéo mình được. Còn nhưng mà nếu mình đạo lực mình chưa thâm, mà mình gần họ mà không có cái ý nguyện độ họ đó, thì họ lại độ lại ngược lại mình. Cho nên á, nhiều khi á, mình sẽ nói rằng gần người xấu để độ, đúng, cái không có sai. Nhưng mà ở phương diện là khi trong tâm mình đã đầy đủ những cái sức khỏe chưa, thì giống như hôm nay thí dụ Pháp Hòa không khỏe, thì bây giờ mình phải tự mình đi tìm những cái gì đó để nó có thể nó bảo bộ hộ được cái thân của mình. Bởi vì mình muốn giữ cái sức khỏe để mình có thể làm được công việc Phật sự của cuối tuần này. À, thì ăn mặc cho ấm, hay là ăn uống cho cẩn thận, thí dụ như vậy. Cho nên đầu tiên là mình phải thân cận thiện hữu, gần người lành. Mà Tổ Quy Sơn cũng dạy, mình mà gần người lành á, là nó thanh lọc được cái thấy cái nghe của mình, từng giây từng phút, sát sát thanh ư nhĩ mục, từng khắc, cái chữ sát nó sát là từng khắc. Mình thanh lọc được cái thấy cái nghe của mình. Thanh là thanh lọc, nhĩ là lỗ tai, mục là mắt. Sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vị văn, từng giờ mình nghe được những điều mình chưa nghe. Cho mình gần những cái bậc thiện hữu nó hay là vậy đó. Tại vì người ta là những người thiện hữu mà, cho nên người tâm tư người ta không nghĩ tầm bậy. Người ta nghiêng tầm những cái giáo điển, người ta nghĩ tốt. Cho mình gần họ mình học hỏi được nhiều câu hay lắm. Thí dụ như giờ mình đi chơi với một cái người đó, rồi tình cờ cái người kia được người khác tới dụ dỗ danh lợi gì đó, cái thì người kia mới từ chối, nhưng mà nó tối khéo, người đó đọc lên câu thơ: hẹn với lợi danh ba chén rượu, vui cùng non nước một bầu thơ,
Ta từ chối, ta từ chối khéo vậy đó. Để tôi uống ba chén rượu rồi tính. Hẹn với lợi danh ba chén rượu. Hình như câu đó là ông Nguyễn Bỉnh Khiêm hay Nguyễn Công Trứ vậy đó. À, thì mình ngồi gần họ cái tự nhiên mình ông này hay ha. Từ chối và từ chối khéo. Thí dụ vậy. Cho nên cái người mà họ là người 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 thiện hữu đó, thì mình gần họ là mình học được cái những cái chưa học. Rồi bây giờ đó, ở trong cái kinh mà Phước Đức đó, thì Đức Phật cũng nói đó, phải thường đi tìm những người bạn thân cận giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. À, mình đi tới mình dự một cái buổi pháp đàm. Quý vị thấy không? À, thí dụ như ở ngoài đời họ tụ lại cũng được. Người thường thường ngoài đời mà nếu mà người mình tụ lại thì mình cũng nói chuyện như một pháp đàm. Là thế gian đàm. Rồi nói chuyện thời sự, mình nói chuyện kinh tế, mình nói đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà đạo hữu mà gặp nhau thì bắt đầu bàn chuyện Phật Pháp, nói chuyện Phật Pháp và pháp đàm. Vậy cho nên cái điều thứ nhất là mình gần những người tốt. Ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có một câu như thế này: nếu không gặp được người hơn mình, không được gặp những người ngang mình để mình kết bạn, thì thà là mình ở độc cư một mình chứ không kết bạn với người xấu. Mà cái chữ ngu mà quý vị thấy thường nằm rải rác trong kinh đó, cái chữ ngu mình thường thấy đó, không có cái ý là mình chê bai người ta. Cái chữ ngu trong kinh thường dùng nó ý nó như thế này nè, là cái người điên đảo, hẹp hòi, cố chấp. Chữ ngu trong kinh nói là nghĩa như vậy đó. Cho nên thường thường á, mình hay nói là trong kinh mình thỉnh thoảng mình thấy cái người nói ngoại đạo. Có nghe từ đó không? Mình cũng nói ô, vậy anh là cùng đạo với tôi, là anh là trung đạo, còn anh không phải ngoại đạo. Không, cái đó là người đời người ta hiểu vậy đó. Nhưng mà trong Phật Pháp á, cái chữ ngoại đạo mình nghĩa khác. Cái chữ ngoại đạo mà mình Phật Pháp dùng á, có nghĩa là người nào sống tu mà không đúng chân lý, không làm lợi cho người, không làm lợi cho mình, cho người, mà sống ngoài cái lẽ thật, đi ngược với cái tâm thức của mình, đi ngược với cái sự thật, đó là ngoại đạo. Chứ đâu phải rồi ai không phải chung với mình cái mình kêu ngoại đạo đâu. Cái nghĩa đó nó bình thường lắm. Trong đạo Phật cái chữ ngoại đạo là vậy đó. Mà nhiều khi mình trong đạo mà mình sống rất ngoại đạo làm sao? Nhiều khi vậy làm sao? Thí dụ giờ mình cũng tới chùa là, nhưng mà mình không có ý tốt. Mình tới là mình chỉ muốn dèm pha, mình tới mình chỉ muốn làm cho người này xích mích, người kia xích mích. Mình muốn làm cho người này đau khổ, người kia bực bội. Đó. Mà mình ở trong chùa đó, thí dụ vậy, cùng một đạo với nhau đó, kêu là đạo Phật đó. Nhưng mà nhiều khi mình đã là ngoại đạo mất đất rồi. Đó, cho nên mình phải hiểu cái chữ ngoại đạo và chữ ngu trong kinh nói. Chứ không thôi mình thấy Phật nói như vậy cái là ồ, anh kia không phải đạo Phật, kêu ngoại đạo. Đạo Phật không có muốn dìm ai xuống mà đưa mình lên hết. Ngay cả Đức Phật cũng đâu bao giờ Ngài nói tôi có khả năng ban phép giáng phúc gì cho quý vị đâu. Phật không bao giờ nói như vậy. Phật chỉ muốn mình nhìn Phật như một bậc thầy. Cái gì tôi nói mà quý vị nghe, quý vị cảm được, quý vị tu được, quý vị cứ theo. Có ai dám nói vậy không? Có một vị giáo chủ nào mà dám cho giáo pháp của mình là như vậy không? Bằng chứng mình đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn. Nếu mà mình đọc bằng cả trái tim của mình thì mình thấy mình thương Phật vô cùng. Khi Phật sắp mất, các đệ tử như Ngạ Nan rồi hỏi bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn qua đời rồi, nhập Niết Bàn rồi, chúng con nương vào ai? Nếu mà mình nói làm sao? Các vị nhớ để cái hình tôi lên thờ nè, thấy không? Các vị nhớ ôm cái bát của tôi, cái y của tôi. Không, Phật nói vậy. Phật nói làm sao? Các vị cứ nương theo giới luật mà làm thầy. Hay không? Tuyệt vời.
Tôi là người chỉ dẫn thôi, nhưng mà tôi cũng vô thường như tất cả. Bây giờ các vị ôm cái hình bóng tôi để làm gì? Tôi cũng đi rồi. Bây giờ các vị muốn thăng tiến không? Các vị nương vào giới luật. Vì giới luật mà còn, người tu, người đệ tử Phật còn giữ giới là đạo Phật còn tồn tại. Người tu không còn giữ giới thì đạo Phật không còn tồn tại. Cho nên dù là mạt pháp, chúng ta đang sống ở trong thời mạt pháp, nhưng mà chúng ta còn thích nghe chánh, nghe kinh pháp. Chúng ta còn biết kính trên nhường dưới. Pháp chưa đến nỗi mạt. Cho nên dù ở trong đời mạt pháp, và dù chúng ta ở đây chỉ có mấy mươi người thôi, chùa không có thầy trụ trì, hả? Nhưng mà chúng ta cũng đồng lòng đồng sức với nhau để duy trì cái ngôi tam bảo này. Phật pháp ở đây chưa đến nỗi mạt. Rồi mỗi một cái lễ quý vị liên lạc với quý vị, quý thầy, quý cô để thỉnh các vị về đây hướng dẫn một khóa lễ, à, giảng kinh, nói pháp cho mình nghe. Pháp chưa đến nỗi mạt. Dù ở trong đời mạt pháp, nhưng mà chúng ta không để cho nó tận cùng của cái mạt. Chúng ta cũng cố gắng làm hết sức của mình. Cho nên Đức Phật nói tôi có đi rồi thì quý vị cứ nương giới luật mà quý vị tu. Chứ Phật không có nói quý vị phải để làm gì cho tôi hết trơn á. Cái hay của một vị, một Đức Phật là như vậy. Thành Pháp Hòa thấy ông bà mình cũng hay lắm. Khi trước khi mất thì nói làm sao? À, các con cần phải thương yêu nhau, bảo bộ, bảo bọc cho nhau. Anh em phải biết gần lại với nhau, đó là các con thương ba mẹ rồi, phải không? À, còn cái chuyện tài sản tụi con giữ được thì tốt, giữ không được đó là chuyện phụ. Quan trọng là cái tình huynh đệ của các con đó. Một vị tôn đức mà sắp qua đời cũng vậy, cũng gọi các đệ tử lại nói như vậy. Thầy chỉ mong các con nói được cái chí nguyện của thầy là phụng sự chúng sanh. Vì cái người tu của chúng ta phụng sự chúng sanh là chính. Còn cái chuyện mà lo cho cái thân mình được cơm no, là sống một đời sống đầy đủ vật chất là phụ. Thậm chí không màng nữa. Cái người tu là phải như vậy. Phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Có ai mà nói con muốn đi tu để mai mốt con lên con làm giáo chủ, con lên con làm trụ trì hòa thượng như thế đó. Ai cũng muốn có một cái ý nguyện đi tu rất dễ thương. Và người nào vô đây rồi cũng muốn đem cái tâm phụng sự chúng sanh hết. À, cho nên cái lý, cái sự nghiệp của mình là như vậy. Cho bây giờ đó là mình đầu tiên là mình thân cận người tốt. À, quý vị để ý coi, hồi xưa mình đi chùa, hồi xưa mình chưa đi chùa, với cái thời gian mình đi chùa, mà cái chữ đi chùa ở đây là không phải tới rồi thắp cây hương rồi mình đi về đâu. Thắp cây hương lễ Phật rồi ở, mình có học pháp, mình có nghe kinh, mình có thật sự mình trao dồi đó. Mình có thấy con người mình nó khác với ngày xưa không? À, hồi xưa là mình cũng sân si dữ dội lắm, bây giờ tự nhiên cái sân si mình nó có bớt đi. Đó, cho nên mình gần được cái tốt thì nó đâu có lỗ lã đâu. À, rồi về hoàn cảnh đó, là mình thân cận người tốt. Rồi bây giờ nói đến cái nghe. Thứ hai là gì? Thứ hai là mình phải thính văn chánh pháp, tức là mình phải nghe chánh pháp. Chánh pháp là gì? Chánh pháp là những lời dạy chân thật, có khả năng giải khổ cho ta, có khả năng xoa được cái niềm đau nỗi khổ của mình. Thì những cái chánh pháp đó ai truyền đạt? Những người lành, người tốt ta truyền. Cho mình gần những cái người đó, mình nghe được cái chánh pháp. Mình nói ví dụ như á, mình giận ai quá, mình muốn làm một cái gì đó tác hại người đó, nhưng mà nhờ cái người bạn kia họ khuyên can mình không nên làm cái chuyện đó. Rõ ràng như vậy.
Thành ra cái người đó là cái người cho mình cái chánh pháp, con đường đi cho nó đúng. Chứ còn không á, là mình đi ngược lại thì mình tà pháp. Cho nên á, mình nghe chánh pháp để làm gì? Để cởi mở cái tâm tư của mình, chứ không phải để ràng buộc. Ví dụ như quý vị mà nghe Phật pháp rồi, quý vị dính mắc vô những cái đó, rồi ai nói gì cái mình đem cái câu đó ra mình áp đặt người khác, không được. Đừng có với mình đem áp đặt về tội cho người ta, không? Đôi khi mình phải cảm thông. Cho nên chánh pháp á, mà mình dùng không có đúng thời thì cũng không được. Cho quý vị nhớ không, trong bốn cái biện tài là pháp, biện tài về nghĩa, về pháp, về từ, ở trong đó có một cái nhạo thuyết. Thế nào gọi là nhạo thuyết? Nhạo thuyết là khéo nói, nói đúng thời, đúng cơ, khế lý, khế cơ thì gọi là nhạo. Chứ không phải mà lên, thí dụ giờ mình gặp cái người nào đó, cái mình lỡ mình nói đủ thứ hết, nghe rất là hay, nhưng mà nó không phù hợp với người ta thì cũng đâu có nhạo thuyết. Thí dụ như vậy đó. Thành thí dụ bây giờ mình mời bạn mình tới dùng một bữa cơm, mà mình biết người ta là người thích ăn những món gì thì mình làm để mình đáp ứng được đúng những cái thích của người ta. Cái là đó, cái đó là mình gọi là nhạo nấu đó. Chứ còn giờ mình không có cần biết à, tôi vậy đó, tôi làm được ăn được thôi, thí dụ vậy, thì mình mời người ta tới làm chi, phải không? Thành thử cái chữ mà nhạo thuyết là vậy đó, nói mà hợp lý hợp cơ nữa nha. Chứ nhiều khi mình hợp cái lý mà không hợp cái cơ, mà khi cơ mà trật là lý cũng trật. Cái lý là mình đổ cho người, rồi mình nói làm sao mà không học cái căn cơ trình độ người ta, rồi làm sao mà mình nói được cái lý. Cái lý là như vậy, cho nên cái nhạo thuyết là như vậy, nói mà phải hợp lý hợp cơ. Cho nên mình phải, cái điều thứ hai mà để cho nó thành tựu được cái đạo nghiệp mình là phải nghe chánh pháp. Ở đây bây giờ phương tiện nghe pháp hay lắm, phải không? Có người thì lên internet nghe nè, có người thì nghe qua CD, nghe qua băng dĩa. Bây giờ nó còn có những cái máy MP3, iPod, bỏ hết vô trong cái máy đó mà nghe suốt cả ngày. Có nhiều khi mình buồn mình khổ, nghe xong thời pháp nó hay lắm. Mà quý vị để ý đi, nếu mà tâm mình thành thật mà mình muốn nghe pháp đó, tự nhiên nó đáp ứng mà. Có nhiều Phật tử chia sẻ, họ nói bữa đó con đang bực cái chuyện gì đó, cái con mới đi bước vô xe, cái con mở băng của quý thầy lên giảng, trời ơi, màu nhiệm vô cùng. Con nghe đúng cái bài giảng, đúng ngay cái tâm trạng ngày hôm đó của con, mà nhiều lần như vậy chứ không phải là một lần. Nó có những cái màu nhiệm, gọi là bất khả tư nghì, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Làm sao mình nghĩ bàn được cái chỗ đó? Cho nên nếu mà mình mà không có ở trong Phật pháp á, mình không có hiểu cái thế nào gọi là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn đâu. Giờ này đó người ta nói trời ơi lạnh muốn chết, ở nhà cho rồi, nấu cái gì nóng nóng ăn cho nó khỏe, rồi ngồi coi tivi rồi ha, mắc cái chi mà vô trong này ngồi dưới đất rồi vậy đó. Vì người ta đâu có cảm được cái đó, người ta đâu có cảm được cái đó. Ví dụ như bây giờ mình mà lười biếng, nói phone xuống, nói bữa nay tôi xuống được nghe, vì cảm bệnh nghe, cũng được thôi, ai ép uổng gì mình đâu. Đó, nhưng mà mình không có làm vậy. Mình thường nói anh chưa chết đâu anh. Mình chưa chết đâu, mình có thể làm được những việc. Như ngày hôm qua là đau dữ lắm, nhưng mà cũng ráng ra cái lớp thiền cho người Tây. Ngày hôm qua rất là đông, người Tây Phương hôm qua ngồi 40-50 người. Thành thử ra nếu mà mình thấy cái tinh thần của người Tây Phương như vậy mà mình không có ráng ra thì tự nhiên mình cảm thấy hình như mình chưa có trọn vẹn đi ra. Vì mình thấy cái sức mình làm được, chứ không phải mình miễn cưỡng ra làm được. Có những cái việc như vậy. Cho quý vị biết là thấy người ta còn đang thích nghe chánh pháp, và mình cũng là người thích đi truyền đạt cái đó, thì hai bên đó cảm thông với nhau. Và quý vị ngồi mà quý vị Pháp Hòa nói, mặc dù những cái chuyện này mình nghe nó nhàm rồi, nhưng mà khi nhắc lại
tự nhiên nó cảm thấy rằng như một cái gì đó nó sắp tấn mình vô cùng. Thì được như vậy đó, cái lúc đó đó chánh pháp nó vào trong tâm mình. Cho nên mình muốn nghe pháp cho thấu đó, là tâm phải tịnh. À, tâm không tịnh á là mình nghe giống như ngồi đây nghe nhưng mà nghe tiếng thôi. À, cái này gọi là nghe mà không nghe. Nghe là nghe tiếng nói trầm bổng vậy đó, nhưng mà không có vô, bởi vì tâm bây giờ đang lo ra. Cho nên thường thường đó, tâm tịnh nghe pháp. Khi mà tâm tịnh nghe pháp thì những cái lời đó nó rót vào trong trong tâm của mình. Tâm là thính pháp, nghe pháp. Cho nên ngày xưa quý vị thấy không, các vị mà đến bên Phật á, bạch Đức Thế Tôn, con có điều muốn hỏi, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đức Thế Tôn nói được, ông cứ hỏi đi. Hỏi xong cái Đức Phật nói, lành thay, ông rất khéo hỏi. Nay tôi sắp nói, ông khéo lắng nghe. Hay không? Ông khéo hỏi, tôi là ông hỏi sao? Ông hỏi đúng lúc, đúng thời, đúng câu, đúng cú. Tôi sắp nói nha. Bây giờ ông hỏi là tôi nói, mà hãy nói là nghe. Mà chính ông hỏi tôi nói, nay ông khéo nghe có nghĩa là nghe bằng cả tấm lòng của mình. Vì sao? Vì thật tâm mà học hỏi, chứ không phải là hỏi để bắt bẻ, hỏi để vặn vẹo, hỏi để mà bắt bí. Hỏi cái đó Phật không có trả lời. Rồi có nhiều người lên hỏi vậy, cái Phật ngồi im, Phật không nói. Có một thầy đó, thầy cứ lên thầy hỏi hoài, Phật có một câu à, Đức Thế Tôn à, ai là người tạo ra trái đất này? Rồi một ngày mai này trái đất này nó đi về đâu? Hỏi vậy đó, Phật cứ im 5 lần 7 lượt. Bữa đó ngài mới lên, ngài nói bữa nay là câu hỏi cuối nha. Đức Thế Tôn không có trả lời con là con nghĩ con không tu nữa đâu á. Nói với Phật vậy đó. À, cái Phật mới nói làm sao biết không? Phật mới nói hồi đó đó ngài thầy tới thầy tu với tôi đó, thầy có giao điều kiện không? Thầy có giao điều kiện là tôi phải trả lời cho thầy cái này cái này cái này, không ấy là thầy nghĩ tu không? À thì ngài mới nói dạ không. À hồi xưa thầy vô tu mình không có điều kiện, thì ngày hôm nay thầy có nghĩ tu cũng đừng đặt điều kiện với tôi. À không? Mà lý do mà tôi không nói là bởi vì tôi thấy nó không có cần nói. Cho nên có một hôm á, thì ngài mới nắm một cái nắm lá lên, ngài mới nói rằng những gì mà tôi biết thì giống như lá trong rừng phải không, mà cái gì mà tôi nói đó giống như lá trong tay tôi thôi. Bởi vì sao mà tôi không có nói nhiều, là bởi vì cái gì cần nói nó rất thiết thực cho quý vị thì tôi nói, còn những cái gì nó chưa có thiết thực, nó chưa cần thiết, tôi không có nói. Giống như bây giờ mình đối với một đứa con nít đi, có những cái mình đâu có cần nói. Thí dụ như bây giờ đó, xin lỗi là ví dụ bây giờ mấy chú tiểu hay là mấy đứa nhỏ nó đâu có biết cái gì chuyện của hồi thời 63, thời 72, nó có biết gì đâu. Mình tự nhiên mình kêu mình lại mình nói thì nó không có cái point để nó nghe. Mà mình nói những cái thiết thực, mình nói những cái thiết thực, mà mình nói được những cái thiết thực á, nó nghe nó ứng dụng được đúng hợp cái hoàn cảnh thời đại bây giờ là mình tốt rồi. Cho nên là mình chánh pháp là vậy. Chánh pháp là cái gì cần nói thiết thực, nói rõ ràng, nói cho tường tận để cho người ta nghe, người ta tu, người ta hiểu, người ta tu là được. Cho nên mình muốn cho người ta kiến đạo mà mình nói những cái mà nó không có rõ ràng thì sao người ta kiến, sao người ta thấy? Mà khi mà người ta không thấy thì sao người ta tu? Mà một khi người ta không tu thì người ta không chứng. Phải không? Cho quý vị nhớ nãy mà nói ba điều không? Thấy đạo, tu đạo, chứng đạo. Đó. Thì người nào mà thành tựu ba cái đó gọi là thành tựu đạo nghiệp. Bây giờ muốn thành tựu đạo nghiệp thì nãy giờ mình đi qua 2 trận rồi đó. Về cái hoàn cảnh sống thì mình phải gần thiện tri thức. Ngay cả cái môi trường cũng vậy. Biết rằng tâm mình tịnh mới là quan trọng, còn sống chẳng chẳng ồn náo mà tâm mình vẫn tịnh tốt thôi. Nhưng mà ở một cái trình độ mình còn rất sơ cơ thì dĩ nhiên mình cần nương lắm à.
phải không? Mình cần có ngôi chùa, mình cần có cái áo tràng, mình cần có cái chuông, cái mõ, quyển kinh, để làm gì? Để mình nương theo đó. Xin lỗi, dây trầu mà không có cái hàng rào sao dây trầu leo, không có cây cao làm sao dây trầu leo được, phải không? Cho nên phải có cái gì để cái dây nó leo chứ. Thì cũng như vậy, còn nếu mà không có cái gì thì nó cũng ra thôi, nhưng mà nó bò làm sao? Nó bò ngoằn ngoèo, nó bò thành nùi, thành cục, thành khối, gỡ không ra đó. Cho nên tổ Quy Sơn cũng nói thêm câu nữa, quý vị không có thấy sao, những cái dây bìm bìm, dây này dây kia, nó đi theo cái gì? Đi theo những cái cây tùng, cái thông mà nó vươn lên. Mặc dù cái dây nó yếu ớt lắm, nhưng mà nó may mắn nó được gần ở một cái tùng, cái gì đó cao cao, thì tự nhiên cái cây nó cao theo. Hay vậy đó. Cho nên mình sống trong đời cũng vậy, mình phải nương oai thần với nhau. Quý vị có thường đọc kinh quý vị thấy không? Lúc bấy giờ Bồ Tát đó, vị tỳ kheo kia nương oai thần của Phật mà hỏi. Cái chữ nương oai thần là gì? Nương oai thần là nương vào cái sức mạnh của người kia. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha. Thí dụ bây giờ á, mình muốn thương cái gì đó với một cái vị nào đó mình không dám. Nhưng mà có cái người mà quen biết cái vị kia thân thiết hơn á, khi mình nói anh đi với tôi mới dám nói, tôi đi mình tôi sợ quá, phải không? Như vậy là nương oai thần đó. Trên trong kinh mà nói nương oai thần là vậy đó. Rồi thí dụ như giờ mình kêu đứa nít lại thầy biểu gì đó, nó không dám, cái nó con đi đi mẹ đứng làm sao con, mà có mẹ nó đứng làm sao, cái nó tới thầy, nó tới nó thưa, nó hỏi rất bình thường, phải ai không? Nương oai thần đó. Cho nên mình sống ở trong chùa đây là mình nương oai thần với nhau. Có cái chị nào Phật tử mới tới biết nấu ăn mà không chưa bao giờ nấu mấy trăm người ăn, cho nên giờ mà kêu chị ra nấu chị sợ lắm, phải có cái cô trưởng bếp chuyên môn nấu đi chung với chị vững vàng, chị yên tâm chị nấu, vì có gì chị kia chị đỡ chị phụ, có phải vậy không? Mình vô chùa mình nấu mấy trăm người ăn, tôi không cần ai hết á, mình tôi đủ rồi, thì cũng được thôi, nhưng mà được có một lần hết xíu quách. Cho nên nhiều người là có oai thần hay vô cùng. Cho mình đọc kinh Đại Thừa, mình đọc với con mắt như vậy, rồi mình thấy rõ ràng Phật có nói gì xa đâu. Ngay trong cuộc đời này nương oai thần với nhau. Rồi đọc trong kinh Địa Tạng coi, ông trưởng giả kia muốn nói gì ngài Địa Tạng phải ngó ngoái, là ngài Địa Tạng mới nhìn lên Đức Thế Tôn mà nói. Ngó ngoái tức là nhìn lui vậy nè, muốn nói gì người ta phải nhìn ta một cái nghe. Chứ không phải là nhắm mắt nhắm mũi nói. Hay như vậy. Cho nên cái người mà mình muốn thành tựu đạo nghiệp đó, là mình có chánh pháp rồi đó, thì cái ứng xử của mình nó hay hơn. Và bây giờ Pháp Hòa nói là về hoàn cảnh thì mình nương gần những bậc thiện tri thức, gần gũi những nơi tốt đẹp. Rồi về cái sự tu tập của mình thì mình phải nghe những chánh pháp. Xin thưa đại chúng đó, mình để ý đi, mình sống trong đời á, hằng ngày á, là mình phải nghe đủ thứ hết á. Cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở, cái buồn, cái giận, đủ thứ kiểu nghe. Nhưng mà nếu mà mình không có thanh lọc cái nghe của mình á, ngày hôm đó mình giống như tẩu hỏa nhập ma vậy, không biết tiếng gì hết. Đừng nói làm chi nè, bây giờ ví dụ ở đây mình đang nói như vậy, chỉ một cái microphone. Mà nếu hàng xóm mà họ đang mở tiệc mà mở nhạc sùm thôi, tự nhiên sao nó chi phối mình liền à, nó lạ vậy đó, phải không? Thì chỉ có 2 tiếng thôi đó nghe, một tiếng này một tiếng kia, cho nên nó là mình mới thấy. Rồi bây giờ mình nói ví dụ như về cái tập khí cũng vậy, nói về cái tập khí là cái tật đó, mà đã nói là tật thì tật xấu nhiều hay tật tốt nhiều? Xấu nhiều. Con lợn mà đố với Phật tử mà hỏi đâu, bây giờ quý vị trả lời coi. Ở ngoài đời ta có 7 thứ báo là gì? Cái ai cũng kể ra hết: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, ba não, nói rõ. Pháp Hòa nói giờ người tu có 7 cái báo của người tu là gì? Cái nhìn nhau. Lúc đó nương ngoài thần nhau im hết. Thấy rõ không? Mà người tu là 7 cái thứ báo của người ta: tính,
văn tàm quý niệm định tuệ, ví dụ vậy. Không nhớ mà nhớ cái kia liền, mặc dù mình không, mình có vàng nhưng mà ít lắm, ai cũng vài lượng thôi. À, vàng mình cũng có một chút, bạc mình cũng có một chút, lưu ly mình chưa có, pha lê mình không có, sa cừ mình không có, xích châu mình không có, mã não mình không có, mới có vàng với bạc mà nhớ luôn năm kia. À, còn thầy mà lên rỉ rả, thầy cứ nói hoài thất thánh tài của người tu. À, tính văn tàm quý niệm định tuệ vì đó. À, cũng nghe vậy nhưng mà không nhớ. À, thì nói vậy không phải trách, nhưng mà để mình đưa cái ví dụ là cái tâm của mình hướng về cái gì nhiều. À, hướng về cái gì nhiều, thí dụ vậy đó. Chờ quý vị để ý ha. Thí dụ như người ta mà để trong chùa mấy câu hay hay, ít khi nào mình để ý lắm nha. Hoặc là mình để đọc là hay ha, rồi là xong rồi đó. Chứ cái câu nó không có đi vô trong tâm mình. Mà nếu mình nghe cái câu đó mà hay ha, mà nó vô trong này rồi đó, là khi mình đụng chuyện mình ứng cái câu đó ra, cái nó giúp đỡ cho mình vô cùng. Cho nên Đức Phật mới nói, khi mà mình sắp sửa tới cửa địa ngục, chỉ cần mình khởi một niệm Phật, niệm một danh hiệu Phật, niệm một danh hiệu của Bồ Tát, niệm một câu kệ, một câu kinh, thì tự nhiên Bồ Tát Địa Tạng hiện ngay trước cửa địa ngục, đập tan cửa địa ngục, cứu mình ra khỏi địa ngục liền. À, tâm mình sắp sửa sân si nổi lên rồi, khởi lên cái câu liền: sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo gìn giữ tương dưa làm gì. À, nghe câu đó rồi cái tự nhiên sao, đó nhất cú nhất kệ mà, một câu một kệ, câu đó rồi cái tự nhiên lắng xuống. Ôi, mình mới ăn chén cơm chay mà thôi, giận có giận rồi nhưng mà giận chay. Giận chay không có giận mặn, giận mặn là giận xong chửi luôn nữa, đó kêu giận mặn. Rồi bây giờ giận chay, giận xong khởi đem xuống. À, chị quý vị thấy không? À, cái mà mình vừa khởi mà chưa phát ra bằng ngôn từ hành nói là kêu giận chay. Nhưng mà khi mà phát ra rồi là kêu giận mặn rồi đó. Chứ con người mà mình đâu, mình đang tu mà, phải không? Mình đang tu đạo, mình chưa là người chứng đạo. Và mình đang tu đạo. Và bây giờ mình nghe cái đó, mình bực bội, mình khởi lên. Nhưng mà vừa lúc đó cái câu kinh đó, tiếng câu kinh, tiếng kệ đó, nó đi ra. Nó đi ra. Cho nên á, có thì giờ học chánh pháp. Chánh pháp là vậy đó. Thì nghe cái câu hồi nãy đó, nghe cái câu hồi nãy là ngoài đời người ta nói đó, và các vị người ta lập bên một cái câu đó để người ta khuyên mình đó, phải không? Thì tự nhiên cái câu đó nó trở thành ra gì? Nó trở thành ra một cái liều thuốc, nó trở thành ra một cái chánh pháp, nó dịu mình xuống liền. Đó. Cho mình nghe chánh pháp không có lỗ lạ. Nhưng mà nếu mà mình không có nghe chánh pháp, mình nghe những cái lời chửi, mà chửi có ca, có kệ, có dần, có điệu lắm á, thì giờ ai đụng tới mình đó, cái đó nó cũng đi ra. Chứ con người mà nó dễ huân tập lại vậy. Nhưng mà quý vị thấy là mình huân tập cái xấu nó dễ hơn huân tập cái tốt. Cho nên chính vì vậy mà Phật nói muốn thành tựu đạo nghiệp thì phải gần người tốt, gần hoàn cảnh tốt, và phải nghe những lời hay lẽ phải. Cái điều thứ ba là gì? Điều thứ ba gọi là như lý tác ý. Muốn thành tựu đạo nghiệp là phải như lý tác ý. Và như lý tác ý là làm sao? Như lý tác ý là đúng y như cái lý đó mà tác cái ý. Đừng có, nếu mà ngược lại á, thì gọi là phi như lý tác ý. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đó, Phật nói mình á, cái thân này là giả. Rồi cái mình tác cái ý là ăn cũng giả luôn. Bởi vì ăn vô rồi chút xíu nó cũng đi ra, thôi ăn chi. Cái mình nghĩ vậy là mình đúng rồi. Mình tác ý cái vô thường, nhưng mà mình phải biết chính vì nó giả nhưng mà không ăn không được. Mình đưa thức ăn vô trong thân mình là để dưỡng cái thân, nuôi cái thân để mình tiến tu. Đó, biết rằng nó là, nó sẽ đi ra theo cái vô thường biến đổi của nó, nhưng mà cái này là cái chúng ta cần phải tác ý. Biết nó là vậy, nhưng sự thật không thể thiếu nó. Không có nó thì mình bệnh tật không thể tu được. Ngược lại, ở một trường hợp khác mình quán, một cái tiếng người ta chê mình
hay thậm chí người ta mắng mình. Đó, nó vô thường không? Ta nói vừa xong thì nó qua rồi, nó đi thành cái nó đi vào hư không rồi. Nhưng mà mình không thấy nó vô thường, mình lại thấy câu đó là thường. Rồi mình ôm chặt một khối đó đi vô trong cái tâm thức của mình, thì cái này nó làm gì? Nó làm khổ mình. Hai cái đều là vô thường, mà một cái á thì nó vẫn nuôi dưỡng mình được để mình tiến tu, còn một cái nó làm cho mình nặng đề buồn khổ, thì tại sao mình lại đưa nó vô? Cái nào mà chẳng vô thường, nhưng mà cái nào cần quán mình quán, hay không? Cái nào cần quán cho nó đi thì mình cho nó đi, cái nào cần quán cần giữ mình để cho nó giữ. Ví dụ như giờ mình thấy quán vô thường, nhìn cái cục, nhìn một cái thẻ vàng ta làm rớt, trên thực tế là không ai nhìn thẻ vàng là cục đá được hết trơn á. Không lượm thì cũng, thí dụ như ai làm rớt thì thôi sẵn tay mình lượm, tôi đâu có ăn cắp ăn trộm, đồ làm rơi rớt mà tôi lượm. Thậm chí người ta để trong tiệm cũng phải kiếm tiền vô mua, đâu có ai nhìn vàng là đá đâu, phải không? Cho nên phải như lý tác ý. Hay nói một cách khác á, là khi mà mình như lý tác ý được á, thì mình có một cái chánh tư duy, mình có một cái suy nghĩ rất rõ ràng, rất là đúng đắn, chứ không có nghĩ méo mó. Mình giống như Pháp Hòa nói đó, ví dụ bây giờ mình bệnh mình nói uống thuốc làm chi đó, rồi cái nói là tôi phải như lý tác ý, tức là Phật nói là cuộc đời này là vô thường, phải không? Không phải vậy. Cho nên có một vị, một chú tiểu, chú đang tưới hoa, thì một vị cư sĩ mới nói, theo như mình hiểu là hoa là đồ giả, tưới làm gì? Thì chú tiểu mới nói, dạ chính nó giả mới tưới cho nó tươi, chứ nếu nó thiệt thì khỏi tưới. Mặc dù đây là hoa thật, phải không? Thì mình phải như lý tác ý, theo cái bình thường đấy, trên lý thuyết nó là giả, mai mốt đây nó héo, nhưng mà thật sự nó đang là một hoa tươi. Quý vị thấy được điều qua nói không? Thì mình phải chăm sóc, mà mai mốt mà nó có vô thường, mình thấy được cái sự thật nó như vậy. Cho nên ở cái cuộc đời này á, mình cái lý là mình thấy rõ cái lý, mà cái sự là phải rõ cái sự, thấy rõ từng cái rồi đúng như thật mình tác ý. Thí dụ như giờ trên cái phương diện mình nói ví dụ như giờ là mình cần chi phải mặc áo tràng, mình nói ví dụ vậy, đứng trên cái lý là đúng rồi đó, mình tâm thành là được rồi. Nhưng mà cỡ trường hợp nào cần có sự thì mình phải ứng xử cái sự chứ. Ai mà không biết tượng Phật là tượng đồng, tượng cốt, tượng là do con người mình tạo ra, ai không biết chuyện đó. Nhưng mà ở một cái phương diện mình phải tác cái ý, đây là cái biểu tượng để chúng ta kính thờ, thì chúng ta phải tỏ vẻ xá lại kính thờ. Thí dụ như vậy. Cho nên mình đừng có để cho những cái khác á, nó xen, nó làm cho cái tư duy của mình đó, nó lệch lạc. Ngày xưa mà Phật nói thân này là giả, có một số các vị thầy đi ra cầm dao tự vận hết, nói thân này mà giả mà giữ chi. Phật mới quở, Phật phải biết nó là giả nhưng mà phải giữ nó để tu chứ. Nhưng mà đừng có làm sao, đừng có bị ôm ấp nó. Như hai cái nãy ví dụ của anh nói vậy đó, bây giờ mình cần thức ăn đưa vô để mình giữ thân, còn tiếng mắng lời chửi khen chê mình đưa vô thì mình khổ tâm. Mình phải tác cái ý, cái nào đưa vô nó lợi lạc, cái nào nó đưa vô nó không lợi lạc, đúng như thật mà tác ý, để nó thành tựu được cái đạo nghiệp của mình. Thí dụ như giờ mình nói là biết rằng không đi học hay là đi học, cái cốt á là có tiền để sống thôi, làm gì miễn có tiền là sống được rồi, nói vậy được không? Nhưng mà có nhiều khi đúng rồi, giờ không học nổi đi làm, nhưng mà cái việc làm đó nó có tổn hại đến người hay không?
mà để mình kiếm cái đồng tiền mình sống, và cái việc làm đó nó tổn hại đến người thì mình không nên. Nó phải rõ ràng như vậy. Chứ mình phải đúng như thật mình tác ý, chứ đừng có mình có nhiều khi mình lợi dụng những cái Phật học á để mình méo mó. Một cái ví dụ khác, mình nói tôi quán á, nè nè nè, miếng thịt này nè, tàu hũ á, tôi cầm ly bia tôi quán như là nước táo á, cái đó là mình sao, cái là mình méo mó tác ý. Mình uống không nổi nước táo rồi mình uống bia, cái mình lợi dụng mình nói Phật nên mình quán. Cái đó không được. Mình sống á, mình muốn thành tựu là mình phải rõ ràng những cái tư duy của mình, gọi là chánh tư duy. Có nhiều khi rồi cứ nói mấy vị này chấp trước quá. Tôi không ngày nào tôi ăn chay hết á, nhưng mà ngày nào tôi cũng chay, tại vì tôi cầm miếng gì lên nó cũng thành đậu hũ hết á. Cho nên hồi xưa đó nha, các vị tổ mà các vị mà nghe những cái người mà nói giờ là các ngài có cách ngài khai trị hết. Pháp Hòa kể quý vị gian hoài vậy, ngài tế điên vậy đó. Ngài là cái người đạt đạo rồi, chứ ngài ăn mà ngài không có sao hết. Còn mình, ông kia ông lại nói, Hòa Thượng biết không, tôi uống rượu này như uống nước lạnh vậy đó. Bị gì hồi xưa là rượu đế đó, uống rượu trắng á, uống như là lạnh vậy nè. Đây nè, miếng thịt bò này nè, tôi ăn mà tôi như miếng đậu hũ vậy đó. Hòa Thượng ông nói vậy, ông lấy cái chai, ông để xuống cái bàn, ông tiểu vô cái chai. Rồi ông mời anh kia uống. Anh kia uống vô phun ra, nó trời Hòa Thượng, nước tiểu mà sao Hòa Thượng đưa cho tôi uống, nó ủa? Mới uống, mới quán rượu là nước lạnh thì giờ sao không thấy nước tiểu là nước lạnh? Thấy chưa? Như vậy là anh bị cái gì? Anh méo mó. Anh lợi dụng. Cho nên đó, Pháp Hòa mới quý mình mới thấy mình tu hành á, mình chưa có chứng đạo thì mình phải tu đạo. Rõ ràng như vậy thôi à. Và mình cứ nhớ một điều á, là cái áo nó không làm thầy lên, cái áo này nó không làm nên ông thầy. Nhưng mà ông thầy thì không thể thiếu cái áo, bởi vì mặc dù nó chỉ là một miếng vải thôi, nhưng mà chính cái áo này nó là cái khuôn mức, nó là cái thềm, cái khuôn, nó là cái hàng rào để nó bảo vệ cái đời sống phạm hạnh của một người tu. Rồi thí dụ như bây giờ quý Phật tử mình mặc một bộ đồ vặt hò, mà mình mà muốn ăn thua đủ với người ta, tự nhiên mình nhìn lại mình, trời đất ơi, mình đi chợ mình mặc bộ đồ vặt hò mà mình đi trả giá với cái bà bạn hàng mà trả không được, cái bắt đầu mình sân si với bà, thấy không? Vì nó kỳ quá đi, nghĩ như vậy đó, cái tự nhiên sao? Cái đó nó lắng xuống liền, thì cái bộ đồ vặt hò đó nó làm sao? Nó hay quá trời quá đất, nó là cái ranh giới nó cản ngăn mình lại đó. Rồi ví dụ như mình giờ mình mặc cái áo tràng nè, giữ cho mình trang nghiêm trước bảo điện, đồng thời cái áo tràng này cũng nhắc nhở mình phải sống nhẹ nhàng như khói lam bay lên, nhẫn nhục nhu hòa. Hồi nãy mình không nhường nhịn được á, cái chỗ đó tôi thường ngồi mà sao cái người này bữa nay sao không biết sao mà lại ngồi, cũng định ngoắc á. Chị có biết chỗ này của tôi không? Chị không tin chị say ra sao, chị hỏi hết câu phải của tôi không? Ví dụ như vậy đó. Cho nên là mình phải như lý tác ý. Bây giờ quý vị thấy rõ cái chữ như lý tác ý mà nói không? Không có được. Cái gì cần quán trước mà quán trước. Cái gì, thí dụ như bây giờ nè, cái gì mình thấy rõ ràng thì mình thấy nó như vậy. Còn mình chưa thấy đừng phán đoán. Nhiều khi cái phán đoán của mình đó, nó gọi là phi như lý tác ý, nó nguy hiểm lắm. Ngày xưa ở bên Trung Hoa có một ông y sĩ rất nổi tiếng tên là Hoa Đà. Mà ông là cái người đầu tiên phát minh ra cái chuyện gọi là bào cái máu độc ở trong trong não. Thành thử ra ngày xưa cái ông mà Tào Tháo đó, ông bị cái bệnh nhức đầu. Tào Tháo bị bệnh nhức đầu, nhức kinh khiếp lắm, thì mới kêu Hoa Đà tới để mà chữa trị đó. Thì Hoa Đà nói bây giờ đó,
chỉ có một cách là đục cái đầu ông, rồi bắt đầu mới mới đem cái máu đó ra. Thì ông mới không có tin, ông nghĩ ông Hoa Đà này là đi theo phe bên kia, cho nên qua đây lợi dụng cái bệnh của ông rồi muốn vậy là bổ cái đầu ông ra. Vì ông nghĩ bổ cái đầu ra làm sao mà sống nổi, cho nên cuối cùng ông giam Hoa Đà vô trong ngục, giam Hoa Đà vô trong ngục. Mà rồi trong thời gian trong ngục, ông Hoa Đà ông viết ra nhiều cái phương cách trị bệnh tuyệt vời, nhưng mà sau đó thì bị cái người ta, cái người ở trong ngục á, người ta đốt, rồi người ta ăn cắp, rồi này thành thử ra, rồi nó thất truyền. Và cuối cùng á, Hoa Đà uất ức mà chết ở trong ngục. Thì ông Tào Tháo này vì cái nghi của ông mà cuối cùng ông cũng chết theo cái căn bệnh nhức đầu của ông. Chứ nếu mà ông tin tưởng ông Hoa Đà, bởi vì Hoa Đà cũng muốn làm rồi thử luôn cái phương thuốc này, thành thử ra Hoa Đà không có ác ý. Nhưng mà ông Tào Tháo do đa nghi, trời rồi do nhiều cái chuyện Tào Tháo đa nghi. Cho bây giờ là ai mà nghi nhiều quá, cái ta nói là sao, đa nghi như Tào Tháo. Thấy không? Nếu mà ông Tào Tháo mà không có đa nghi thì chắc Tào Tháo không có chết ngay lúc đó. Khi mà nghe tin Hoa Đà vì uất ức mà chết trong ngục, không bao lâu sau thì ông Tào Tháo ông cũng chết theo cái căn bệnh của ông. Thì mình trở lại, khi mình tác ý đúng á, thì cái nghi ngờ mình không có sanh. Cho nên là vì sao mà mình có thể giúp cho mình tác ý đúng? Vì trước đó mình có văn thính chánh pháp. Hồi nãy nhớ không? Nghe chánh pháp đó. Mà nếu mình không có nghe chánh pháp thì mình không có như lý tác ý. Cho bây giờ là muốn thành tựu được đạo nghiệp thì hoàn cảnh tốt, tìm người tốt, kế đến là gì? Nghe việc tốt, rồi kế đến là gì? Suy nghĩ cái chánh đáng. Rồi cuối cùng là gì? Gọi là pháp tùy pháp hành. Nói rõ ràng hơn là như thật mà tu tập. Trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói có bốn điều thành tựu được cái đạo nghiệp cho con người tu, là nãy bà nói đó: gần bạn hiền, nghe chánh pháp, tư duy chân chánh, và cuối cùng là như thật mà tu tập. Vì sao? Đức Phật dạy chúng ta hay lắm. Một mặt Ngài dạy quán, một mặt Ngài dạy hành. Thường thường người ta gọi là quán hành. Quán là mình tư duy, phát triển trí tuệ. Hành là hành động. Một mặt Ngài dạy quán, một mặt Ngài hành dạy hành. À. Hay như vậy. Thí dụ như bây giờ nè, mình tụng thời kinh. Cái thời kinh của mình có quán có hành không? Có chứ. Hành của mình là gì? Là ngồi yên trì kinh. À, hành của mình là gì? Tụng kinh. Rồi quán là gì? Để ý từng lời kinh để phát triển trí tuệ. Mà khi hiểu kinh một cách sâu màu, à, thì cái hành của mình nó cũng sâu màu đi theo cái sự hiểu biết của mình. Cho nên quán là trí, hành là làm. Cái quán của mình nó tập cho mình cái trí tuệ mình nó mở. À, khi mà cái trí tuệ nó mở rồi á, thì tự nhiên mình hành. Mà khi mình hành rồi đó, là không phải đợi mình làm hòa thượng mình mới được làm hành cái chuyện đó. Một chú tiểu cũng thuyết pháp được như thường. Một cư sĩ tại gia cũng thuyết pháp được như thường. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Bây giờ mình đi đến chùa, rồi cái người kia họ chưa có hiểu đạo nhiều, cho nên họ còn buồn và giận người này người kia lắm. Nhưng mà họ cũng thấy người kia đối xử với cái người này tệ lắm, mà sao cái người này vẫn bình thản, vẫn rất là bình yên tu tập. Bởi vì người này thấy rất rõ cái chính của tôi là gì, là tu tập chứ không phải để những cái phụ này nó chi phối. Thì cái người kia dù không lên ngồi nói pháp, dù không mang hình tướng của người xuất gia, nhưng cái người nọ học hỏi ở được cái người này rất nhiều,
qua cái hành động của người này. Cho nên khi mà như thật mà thực hành á, không phải đợi lên làm pháp sư, giảng sư hay là một vị hòa thượng mới có thể đi thuyết pháp độ sanh được, mà một người bình thường nhưng có tu tập vẫn là thuyết pháp được. Bởi vì mình thuyết pháp có ba cách thuyết: thuyết bằng lời nói, thuyết bằng hành động, thuyết bằng cách mình suy nghĩ. Mình về nhà mình dạy con mình cũng vậy. Đâu phải lúc nào mình rỉ rả mình cũng nói nó nghe đâu, nhưng mà nó để ý mình lắm mà. Nó coi mình làm sao mà nó làm theo. Quý vị biết không, thỉnh thoảng hồi lên xe, cái rước mấy chú đi học về đó, cái mấy chú ngồi ở đằng sau đó, đọc mấy cái bài mà Pháp Hòa hay đọc lúc mà cúng linh đó, vô trong tâm thức mấy chú làm. Có một bữa nọ, có một chú Pháp Hòa đang đứng trong bếp làm thức ăn cho mấy chú đi học, thì con chú lại hỏi thầy: thầy, con nhớ cái câu mà thầy đọc mà con không nhớ hết, mà con nhớ cái câu gì mà cái cuối cùng nó kêu là phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Chú nhớ câu đó đó, mà chú nhớ ba câu hay ba câu trước. Pháp Hòa nói: à, thầy hay đọc cái câu đó đó. À, thầy hay đọc cái câu là tình trăm năm kiếp sống một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Mặc dù chú không có hiểu cái câu đó, bị cái câu nó văn chương Việt Nam quá chừng, một nhỏ người nhỏ làm sao hiểu được, nhưng mà cái câu nó đối vô. Con bữa nọ mấy ổng ở đằng sau, mấy ổng về rửa chén rồi giỡn đằng sau làm phép phù thử thủy giả làm phép á, bát công đức thủy rảy nhau vậy đó. Tự tiên chơn tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới. À, cái Pháp Hòa tình cờ nó đi vô, mình nói chà, nó lọt, cái nó vô rồi. Cho nên mình đừng có để, mình đừng có tưởng là không nghe nha, nghe hết. Bằng chứng, hồi Pháp Hòa 14, 15 tuổi đi cúng, đi tụng đám với thầy viện chủ, thầy tụng bài gì, thầy sướng bài gì là Pháp Hòa nghe và thuộc hết. Cho nên khi mà đi khi mà vô tu rồi đó, thầy chưa hề mất thì giờ dạy mấy cái đó, biết hết trơn rồi. Thầy đọc mấy câu kệ làm sao Hòa nghe và thuộc hết. Cho nên mình mới để, mình mới biết rằng cái người nhỏ đó họ có để ý mình qua cái hành động của mình. Pháp Hòa hồi nhỏ là thấy thầy viện chủ đắp y là mình học, cho nên cái ngày mình thọ giới sa di, thầy nó để lát nữa thầy chỉ cho con đắp y, nó dạ khỏi. Thầy hỏi sao con biết, nó dạ mỗi lần thầy đắp y con đứng con nhìn con làm hết rồi. Con về nhà con lấy cái mền con làm y chang. Quý vị thấy không? Cho nên con nít á, là nó nhìn nó thấy. Mấy chú tiểu mà ngồi ở dưới này mà sư ông mà là mỗi lần truyền giới mà nói cái gì là mấy chú nghe, mấy chú để ý hết. Con bữa mà âu chú nào làm gì với nhau, cái chú muốn khen nhau: tốt lắm, tốt lắm. Tại vì sư ông hay khen vậy đó. Mỗi lần mà xong truyền xong một cái giới, Phật tử sư ông hỏi: và đó là giới thứ nhất của quý vị có giữ được không? Cái giới này nó dạ mô Phật giữ được. Cái thầy viện chủ nói: hay lắm, tốt lắm. À, mấy ông nghe mà ông lọt hết trơn. À, rồi ông nào mà làm gì khiến ông giả cái giọng đó: tốt lắm, tốt lắm. Nó vô hết. Cho nên mình mới thấy là mình đã cẩn thận. Mình có ba cách thuyết pháp: thuyết pháp bằng hành động, thuyết pháp bằng lời nói, thuyết pháp bằng tư duy. À, thí dụ như có một chú nào đó suy nghĩ sai cho một người khác mà lên trình cho Pháp Hòa nghe, thì Pháp Hòa nói: con đừng nghĩ như vậy. Con nghĩ như vậy là tự nhiên làm hư cái tâm của mình. Bây giờ thầy sẽ chỉ con cách khác để con nhìn lại vấn đề. Vì sao mà nó sự việc như vậy? Thường thường là mấy chú hay lên nói là cái người đó vậy vậy, hay chuyện này chuyện kia con nghĩ như vậy. Pháp Hòa nói thầy nhận hết. Và thầy đồng ý nếu bình thường là con sẽ nhận như vậy là đúng. Nhưng mà mình cứ nghĩ như vậy, cứ một mặt negative như vậy thì tự nhiên nó hư tâm. Thầy sẽ chỉ con một cách nhìn khác để cho con chuyển tâm. Vì con biết không, tu là sửa, tu là chuyển. Con thường nghĩ xấu cho người, bây giờ con tập con nghĩ tốt cho người là con tu. Tu là vậy đó.
Tu là mình chuyển hóa chứ có gì đâu. Thí dụ như ngày Chủ nhật ha, mình còn chút đồ xào, chút đồ kho, chút chút gì đó, thì trong chùa hay có một cái màn là cho hết vô trong một cái nồi, rồi thêm chút nước tương, chút bột nêm gì đó, thí dụ vậy, kho lên, nó thành ra cái nồi gì? Trong chùa kêu là nồi thập cẩm, nói theo danh từ nhân gian là nồi xà bần. Nhưng mà cái nồi xà bần nó ngon vô cùng mà không phí. Cái đó gọi là chuyển hóa. Hồi nãy là nồi cô, ông xin lỗi, một cái nồi rau ăn ngán lắm, cho vô chung hết, thêm thắt một chút cái tự nhiên chuyển hóa. Trên cái danh từ chuyển hóa, từ đó nó áp dụng. Thí dụ như vợ lỡ mình nấu cơm khô, mình có thể chuyển hóa được không? Được. À, mình xới nó lên, xong rồi cái mình thêm chút nước nóng, đều 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 cái đậy nắp lại, nhấn nút, chuyển thời từ cơm sống ra cơm chín. Rồi lỡ mà nấu cơm sống thì mình lại có thể, cái do cái nồi nó nhỏ, mình nhiều gạo quá, có thể xớt nồi cơm ra làm hai, thêm chút nước bắt lên lò, thì tự nhiên cơm nó chín. Thí dụ như vậy. Mà lỡ mà mình nấu cơm có cơm cháy mà vét nồi thì hư nồi, mà bỏ thì tội. Cho nước canh vô, ngâm để đó một chút, lát nó mềm cái về cơm cháy cạo nó ra, hâm nóng lên, cho một chút đồ kho vô, ăn ngon như thường. Gọi là chuyển hóa. Quý vị thấy được cái điều mà nói ha. Cho nên á, thành tựu được đạo nghiệp là từ đâu? Từ cái mình tìm hoàn cảnh tốt để mình gần gũi, nghe chánh pháp, tư duy chánh pháp, và cuối cùng mình gì? Thực hành chánh pháp. Tức là mình đúng như cái gì đó mình suy nghĩ rồi mình làm. Được như vậy cái tự nhiên cái cuộc sống của mình, cái đời tu của mình, không phải là cái chuyện mình vô chùa mình xuất gia, nhưng mà ngay cái ở nhà của mình cũng có thể mình thành tựu được đạo nghiệp của mình. Cho nên cái đạo nghiệp của mình đó, là nó ở ngay chỗ đó thôi. Phật dạy nhiều lắm trong kinh, rải rác. Có khi Phật thêm thắt cái này, có khi Phật thêm thắt cái kia. Mà hôm nay Hòa trích bốn cái điều này ra ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật nói ai muốn có an lạc trong cuộc đời tu tập thì nên thực hành bốn cái điều này: gần người tốt, nghe điều lành, nghĩ điều lành, và cuối cùng thực hành. Và khi Pháp Hòa ngồi xuống và mình ghi ra, rồi bắt đầu mình định, mình thấy là về cuộc sống thì mình có hoàn cảnh, về cái nghe thì mình có nghe chánh pháp, không? Về cái suy nghĩ, mình suy nghĩ đúng như cái mình suy nghĩ, mình học. Cho mình suy nghĩ đúng chứ tự nhiên mình làm nó đúng. Cho nên là mỗi bữa ăn cơm đó có 5 cái phép quán, thì trong đó có cái câu cuối cùng là vi thành đạo nghiệp phương thọ thử thực. Vì muốn thành tựu đạo nghiệp nên con thọ nhận thức ăn này. Thì rõ ràng thọ nhận thức ăn đâu phải để mà mình gọi là sang trọng xa hoa, bồi bổ cái thân này, nhưng mà không thể không có nó, bởi vì giữ nó để mình tiến tu. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên khi mình tác được cái ý đó thì mình không có phi như lý tác ý. Cái gì thường, cái gì vô thường, mà thật sự cái gì cũng vô thường hết. Nhưng chính tất cả những cái vô thường đó, mình cứ quán nó một cách vô thường, một cách bình thường. À, cái chuyện hoa là sẽ héo, vô thường mà. Nhưng khi nó còn là hoa, mình đã cắt nó vô mình chưng rồi, thì mình phải chăm sóc, mình tưới nó. Đó, mình làm cái rất thường là tưới hoa. Rồi để một mai nó cũng sẽ đi tới cái chỗ rất thường, là nó trở thành vô thường, nó ra rác, nó ra phân. Biết nó vậy nhưng vẫn không làm cái gì bất bình thường đối với nó. Thân này chúng ta vẫn biết nó là vô thường, nhưng không đối xử bất thường với nó. Phải dưỡng nó, phải gìn nó, để nó luôn thường, để nó tạm cái thường đó mà mình sống, mình tu. Được như vậy gọi là như lý tác ý, và đúng như chánh pháp mình tu. Tư duy như vậy gọi là tư duy chân chánh, là như lý tác ý. Phải không? Mà cứ như vậy hoài thì luôn luôn mình gần gũi những cái lành, cái tốt.
Còn cái chuyện mà khi mình thành tựu được cái này rồi, mình gần những người khác để mình cảm hóa họ dễ lắm. Mà mình khi mình gần họ đó, là mình thứ nhất trong nội tâm mình là có đạo lực. Cái thứ hai là cái ý nguyện của mình đến với người đó là để cảm hóa họ. Cho nên mình rất là biết rất rõ cái này tốt, cái này xấu, để không họ, để cho bị những cái hoàn cảnh nó kéo lôi mình. Cho nên đầu tiên là phải như vậy. Thì quý vị thấy không? Đức Phật cũng làm như vậy. Ngài cũng bỏ cung vàng điện ngọc, xa rời cái đó, để Ngài đi vô rừng, vô núi, Ngài tu. Rồi Ngài cũng khổ hạnh 6 năm. Rồi cuối cùng Ngài nói rằng khổ hạnh không đưa đến kết quả tốt. Và quý vị phải tu trung đạo. Mà tu trung đạo là như lý tác ý. Như lý tác ý là tu trung đạo đó. Biết nó là không thật đó, nhưng mà phải làm thôi. Chứ còn bây giờ mình nói cái này là không, kia không được, không được. Cái nếu mà nói bỏ, cái gì cũng bỏ hết. Thấy không? Thật tế lý địa, bất thọ nhất trần. Đến cái chỗ tột cùng của đạo, một hạt bụi cũng không nói tới. Nhưng mà vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp. Ở cái cửa vạn hạnh, không bỏ một pháp nào hết. Đấy, cửa chùa mình mở rộng mà. Người ta tới xin cầu an, mình cũng được. Người ta xin cầu siêu cũng được. Thậm chí người ta nói xin cho tôi cúng sao giải hạn cũng được. Có chuyện mình có giải sao hay không là tùy mình ứng dụng. Người ta không hiểu, từ đó người ta vô ta xin cúng sao, mà thật ra cái mục đích của người cúng sao để làm gì? Cũng muốn cầu cho người ta an thôi. Thì trong chùa mình dùng từ là cầu an vậy thôi, có gì đâu. Chứ mình nói làm chi, nói không, chùa không có cầu, không có cúng sao, muốn cầu sao đi chỗ khác cúng. Nói vậy được không? Cái mình nói tôi nói thật mà, tôi nói chân lý mà. Không phải. Cái người ta sợ quá, ta nghe sau này sau kia ta sợ, ta muốn giải cái sao xấu đó. Mục đích là ta cầu cho an, thì mình cứ cầu cho người ta an thôi, ghi tên cầu cho người ta an. Chứ có gì đâu không được. Không, thành thử ra mình ở trong chùa đó, mình khi mình tư duy, mình quán chiếu được như vậy á, mình tùy cơ ứng hiện cõi trần, phân thân vô số độ dần chúng sanh. Đó. Tức là hạnh phổ hiền chi nguyện hải, nhập Quan Âm chi từ tâm. Hạnh phổ hiền chi nguyện hải, kiến pháp tràn ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng. Làm được hết, làm được hết. Ở cõi đời mà mình vẫn có thể mình ứng dụng, mình độ sanh. Cho nên gọi là phụng sự chúng sanh. Mà cái chữ phụng sự là bằng tất cả tấm lòng và phương tiện của mình. Người ta bệnh gì mình đáp ứng thuốc nấy, mới gọi là thật sự phụng sự. Cho nên trong cái bài tụng buổi sáng, thấy không? Tương thử thâm tâm phụng trần sát, không phải thân tâm nha, thâm tâm. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Được như thế mới gọi là báo ân của Phật. Thế nào gọi là thâm tâm? Không phải độ một người, hai người, độ người Việt, không độ người Tây, không phải. Chữ thâm tâm là độ vô tận vô số chúng sanh, không từ nén, không phân biệt, độ tận cùng của chúng sanh, gọi là độ thâm tâm, chứ không phải thân tâm. Đem cái thân này để mình làm gì? Thâm tâm phụng trần sát, phụng sự chúng sanh nhiều như cát bụi. Được như vậy mới gọi là thị tắc danh vi báo Phật ân. Được như vậy gọi là báo ân của Phật. Bây giờ mình còn như vậy thì mình thấy rằng hôm nay mình có an lạc như vậy nhờ ơn của Phật. Cho nên mình làm cái gì mà người khác có an lạc, đó là mình báo ơn cho Phật. Cái mục đích của người ta đến tìm tới đạo, người ta cũng muốn giải khổ, được vui. Tại sao mình không làm? Cái gì mình giải cho người ta cái khổ, cho người ta niềm vui, mình phải làm. Thôi hôm nay mình nhân cái lễ Phật thành đạo, rồi Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng qua những cái gì trong cái chuyện tu học của mình. Mình nhớ đạo Phật mình có ba từ ha. Kiến đạo tức là thấy nè. Tu đạo là mình thực hành theo đạo. Chứng đạo là mình đạt được cái đó.
đạt được cái đạo mình đang tu, chứng đạo đó, tức là thành đạo đó. Cho nên kiến đạo, tu đạo rồi chứng đạo. Thì bây giờ cũng vậy, mình muốn thành tựu đạo nghiệp thì mình cũng đi qua những con đường mà Đức Phật đã dạy. Xin chúc đại chúng có một buổi tối an lành. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi sáng để chúng ta làm lễ Phật thành đạo. Giờ xin mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô lượng.